Thưa quý vị và các bạn, bộ phim tài liệu Vùng mỏ con người và lịch sử được sản xuất vào năm 1985 do nghệ sĩ Đặng Huỳnh Thái viết kịch bản đã tái hiện lịch sử vùng mỏ từ năm 1883 khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Hòn Gai. Bộ phim có nhiều cảnh quay ghi lại khí thế hào hùng của ngày giải phóng khu mỏ 25 tháng 4 năm 1955. Trong chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phần 1 của bộ phim tài liệu quý giá có ý nghĩa rất lớn về mặt tư liệu hình ảnh này. Ngay từ khi còn nhỏ, còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi chúng ta đều đã biết đất nước ta giàu tài nguyên, nơi nào cũng có mỏ. Nào Thiếc Cao Bằng, apatit Lào Cai, sắt Thái Nguyên, Tuyên Quang. Nhưng nói tới than thì không nơi nào có trữ lượng lớn và nhiều mỏ như ở vùng mỏ tỉnh Quảng Ninh. Những tên đất, tên mỏ Mạo Khê, Đông Triều, Vàng Danh, Uông Bí, Hà Tu, Hà Lầm, Cọc Sáu, Đèo Nai, Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương đã từ lâu trở nên thân thiết đối với mỗi người Việt Nam. Cái danh từ chung vùng mỏ đã được mọi người hiểu như một danh từ riêng ấy chẳng biết từ bao giờ. Cuối tháng 4 năm 1985, cả vùng mỏ bước vào ngày hội lớn, ngày kỷ niệm 30 năm vùng mỏ về ta. Một trong những ngày lịch sử vẻ vang nhất của vùng mỏ, một ngày đáng ghi nhớ nhất đối với những người thợ mỏ, một cái mốc chấm dứt cuộc đời nô lệ của những người phu mỏ. Để dự ngày hội lớn năm nay với nhân dân vùng mỏ có các đồng chí từ trung ương, từ các tỉnh bạn, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, những người đã từng gắn bó với vùng mỏ từ những ngày khó khăn gian khổ. Sau diễn văn chào mừng của đồng chí Phạm Hoành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Đại, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc báo cáo, đồng chí nói: Kính thưa đồng chí Đỗ Mười, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí cách mạng lão thành. Thưa đoàn chủ tịch. Thưa các vị khách quý. Thưa các đồng chí và các bạn thân mến. Hôm nay với niềm tự hào và niềm vui vô hạn, chúng ta tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng khu mỏ, kỷ niệm 10 năm ngày kết thúc vẻ vang của kháng chiến chống Mỹ cứu nước
giải phóng Việt Nam, thống nhất Tổ quốc thân yêu của chúng ta, kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh của Lenin, kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Nhân ngày hội lớn này, chúng ta nhiệt liệt chào mừng những thành tựu mà quân và dân tỉnh ta đã đạt được trong 30 năm đấu tranh cách mạng, chiến đấu chống ngoại xâm và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta vui mừng cùng nhân dân các tỉnh kết nghĩa anh em và đồng bào miền Nam yêu quý sau ngày giải phóng được sống hạnh phúc trong độc lập, tự do, đã và đang giành được thắng lợi to lớn trên con đường xây dựng quê hương, bảo vệ đất nước. Thưa các đồng chí và các bạn, với những cống hiến lớn lao, những thành tích xuất sắc đã đạt được trong đấu tranh, trong chiến đấu, trong lao động sản xuất và xây dựng, Đảng bộ và quân dân tỉnh Quảng Ninh vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng huân chương sao vàng, huân chương cao nhất của nhà nước ta. Tự hào trước phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước vừa trao tặng, quân dân Quảng Ninh biểu thị lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng kính yêu, biểu thị quyết tâm sắt đá trong lao động sản xuất và xây dựng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới miền Đông Bắc, quyết không để cho bất cứ kẻ thù nào có thể xâm phạm vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Quân dân Quảng Ninh xin nhận trách nhiệm và vinh dự sẽ đứng vững trên mảnh đất đầu sóng ngọn gió này. Nhân ngày hội lớn này, nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn vui sướng được gặp lại gần 100 đồng chí cách mạng lão thành, những người con ưu tú của giai cấp công nhân, những cán bộ được Đảng cử về hoạt động ở vùng mỏ từ những năm gian khổ để gây dựng phong trào. Như đồng chí Hạ Bá Cang, tức Hoàng Quốc Việt, người đã được Đảng cử về đây từ trước những năm 30. Rất tiếc một số đồng chí đã cùng chúng ta vượt qua bao gian nan thử thách, đang phải đảm đương nhiệm vụ nặng nề hoặc ở xa, không về dự được. Chúng ta sung sướng được gặp lại đồng chí Đặng Châu Tuệ, người bí thư chi bộ Đảng đầu tiên của vùng mỏ. Gặp lại nữ đồng chí Vũ Thị Mai, một trong năm đảng viên của chi bộ đầu tiên ấy. Ngày nhịp sống như cuốn hút ta đi tới. Trong ngày vui hôm nay, chúng ta lại có dịp tới thăm phòng trưng bày những tài liệu lịch sử. Chúng ta thấy rõ hơn nguồn gốc sâu xa của mọi nỗi khổ đau của những người phu mỏ. Lịch sử mất nước bắt đầu từ lúc những chiến thuyền của quân đội thực dân Pháp bắn vào Đà Nẵng. Vua quan nhà Nguyễn Ươn Hèn đã vội quỳ gối đầu hàng, dâng đất nước cho Tây, mặc dầu các sĩ phu yêu nước và nhân dân quyết tâm chống lại. Trong cuộc sống nô lệ khổ cực lầm than, người dân vùng mỏ uất hận kêu lên: chém cha đứa nhượng mỏ này, để cho bao kiếp đọa đầy lầm than.
đứa nhượng mỏ này cho tên tư bản thực dân Bavier-Sophour là triều đình nhà Nguyễn, là 4 ngài thượng thư, giá áo túi cơm, với đầy đủ chữ ký và ấn tín, sẽ còn lưu lại muôn đời cái tội bán nước bán dân của chúng. Chỉ 4 năm sau khi mua với cái giá rẻ mạt có tính chất hợp pháp hóa cái việc ăn cướp này, một vùng trời đất sông ngòi biển vịnh rộng hàng vạn hecta đã trở thành vương quốc riêng của công ty Pháp than đá Bắc Kỳ. Và từ đó, mọi quyền hành đều ở trong tay các ông chủ nhất, chủ nhì, ở trong tay các ông Tây Đồn, chánh phó mật thám, ở trong tay những tên đầu trâu mặt ngựa và những tên Việt gian ác độc. Chúng đã xây dựng những sở mật thám, những nhà tù để giam cầm tra tấn những người yêu nước. Những chiến sĩ cộng sản đã hoạt động để đánh đổ ách thống trị của chúng. Ngay từ những năm cuối của thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, bọn chủ mỏ đã cho cai thầu đi khắp các tỉnh Bắc Trung Kỳ và đồng bằng Bắc Kỳ ra làm phu mỏ. Những người nông dân bị lụt lội, bị đói, bị siêu cao thuế nặng, không sống nổi ở quê quán, tìm đường ra mỏ kiếm ăn, đã rơi vào, nanh vào bẫy của bọn chủ tư bản cá mập. Biết bao luật lệ hà khắc, chế độ lao động còn khổ cực hơn cả tù khổ sai. Làm cật lực từ 12 đến 14 giờ một ngày, dưới roi vọt và những con mắt cú vỏ. Ở chui rúc trong những lán thợ, những lều tranh rách nát. Khỏe không đủ cơm ăn, lúc ốm, cháo cũng không có, còn nói gì tới thuốc men, chết vùi chết dập nơi bãi xú bờ lau. Đời người phu mỏ, chết bỏ gốc sim. Biết bao người rời bỏ quê hương, xóm làng, ra mỏ kiếm ăn ngày xưa, đã nằm lại ở bãi tha ma như những nấm mồ vô chủ. Bác Bùi Văn Giới, người thợ mỏ vàng danh năm xưa đã từng sống khổ cực, đã từng cùng anh em bó xác đồng nghiệp trong manh chiếu rách đi chôn khi bị tai nạn sập hầm. Mong rằng câu chuyện kể lại của lớp người đi trước sẽ giúp các bạn hình dung được phần nào nỗi khổ cực xưa kia của người phu mỏ. Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh, càng áp bức nặng nề càng đấu tranh quyết liệt. Chính ở vùng mỏ của chúng ta từ trước những năm 1930, những người thợ mỏ sớm giác ngộ và giàu lòng yêu nước thường lui tới chùa Non Đông gặp đồng chí Nguyễn Văn Cử, cán bộ đảng cử về gây dựng phong trào. Chi bộ đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên của vùng mỏ đã được thành lập năm 1930 ở mỏ than Mạo Khê. Được các đồng chí Hoàng Đình Dông, Vũ Văn Hiếu, Hạ Bá Cang giúp sức, chi bộ đảng đã mau chóng mở rộng hoạt động ra khắp vùng mỏ. Làn sóng đấu tranh của phong trào công nhân vùng mỏ dưới sự lãnh đạo của đảng đã hòa với phong trào đấu tranh chung trong cả nước. Bác Bùi Văn Vạn, công nhân nhà máy cơ khí Cẩm Phả, người đã tham gia cuộc đấu tranh năm 1936 của công nhân vùng mỏ, nhưng còn thấy lại không khí hào hùng thời ấy. Trong lịch sử đấu tranh của công nhân vùng mỏ, cuộc đấu tranh to lớn nhất, mãnh liệt nhất trước cách mạng tháng 8 là cuộc tổng bãi công của 3 vạn công nhân mỏ nổ ra ở Cẩm Phả đêm 12 tháng 11 năm 1936. Hàng chục tờ báo đương thời đã đăng tin liên tiếp về cuộc đấu tranh có tổ chức, có kỷ luật và sự nhất trí, đồng lòng cao của mấy vạn thợ mỏ. Trên tờ báo xuất bản bằng tiếng Pháp Le Travail số ra ngày 27 tháng 11 năm 1936 viết: lần đầu tiên ở Đông Dương, giai cấp vô sản đã giành được một thắng lợi rực rỡ. Lần đầu tiên, kỷ luật vô sản đã thắng sự kháng cự của bọn chủ. Cuộc đấu tranh quyết liệt ấy đã đi vào lịch sử của giai cấp công nhân vùng mỏ. Và nửa thế kỷ sau, những người làm phim truyện Việt Nam đã dựng lại cảnh đấu tranh của những người thợ mỏ năm ấy trong bộ phim truyện Cơn Lốc Biển. Chiến tranh thế giới bùng nổ. Than không bán được, bọn chủ mỏ tìm mọi cách đuổi thợ, giãn thợ. Từ 4 vạn thợ mỏ năm 1939,
đến năm 1945 chỉ còn lại 4.000 người. Dưới hai tầng áp bức Pháp, Nhật, rất nhiều thợ mỏ cùng chung số phận thảm thương với hơn 2 triệu nông dân đồng bằng Bắc Bộ tháng 3 năm 1945. Hưởng ứng lời của Đảng kêu gọi cứu nguy dân tộc, cứu nguy giống nòi, phong trào cách mạng cả nước dâng cao. Tại làng Hổ Lao, huyện Đông Triều, ngày 8 tháng 6 năm 1945, chiến khu cách mạng thứ tư đã được thành lập. Nghĩa quân là công nhân mỏ và nhân dân khắp vùng đã từ chùa Bắc Mã cùng một lúc xuất quân tiến đánh 4 đồn binh của giặc Nhật và lính Bảo An, Đông Triều, Chí Linh, sở mỏ Mạo Khê và Tràng Bạch. Những chiến công của nghĩa quân chiến khu thứ tư và phong trào nổi dậy khắp nơi ở vùng mỏ đã góp phần cùng phong trào cách mạng trong cả nước làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nhà nước cách mạng. Ngay sau khi ký hiệp định sơ bộ, bọn thực dân Pháp đã quay trở lại chiếm đóng trái phép Hòn Gai. Chúng chiếm Đồn Cao rồi lấn chiếm Cửa Ông, Tiên Yên, Đình Lập, Móng Cái. Toàn vùng mỏ phải đương đầu trước kẻ địch hung dữ. Ngày 7 tháng 7 năm 1946, giặc Pháp dã man đã đốt phá và giết hơn 100 đồng bào ta ở khu phố Lán Bè, thị xã Hòn Gai. Hèn nhát tháo chạy trước giặc Nhật, nay bọn lính Pháp hung hăng quay lại giết hại cụ già, đàn bà và trẻ em. Những người thợ mỏ, những thanh niên yêu nước vùng mỏ đã tập hợp ở căn cứ Sơn Dương, huyện Hoành Bồ và thành lập đại đội Hồ Chí Minh. Đáp lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác, 5 ngày sau, đại đội Hồ Chí Minh đã tiến đánh và tiêu diệt đồn Hà Lầm. Nguyễn Văn Thuộc, người thiếu niên liên lạc của đại đội, đã hy sinh trong trận đầu tiên ra quân ấy. Cả vùng mỏ bước vào cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc bằng vườn không nhà trống, không hợp tác với địch, bằng mọi cách phá hoại kinh tế địch, không để cho chúng rảnh tay vơ vét, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Những năm đau thương trong vùng tạm bị địch chiếm là những năm kiên cường bất khuất. Càn quét, bắt bớ, giam cầm, tra tấn dã man không làm cho những người thợ mỏ yêu nước, những chiến sĩ du kích vùng mỏ sờn lòng. Điên cuồng, lông lộn, giặc đã dùng cả đến những cách giết người man dợ hơn cả thời Trung Cổ. Nhét người vào bao tải, rồi đem ra dìm chết ở vũng đục. Gần 40 năm đã qua, nhân dân vùng mỏ vẫn ghi sâu tội ác của quân thù. Cụ Trùm Quan, cụ Cả Hoan, cùng những bà mẹ, những gia đình có người thân đã hoạt động cách mạng và bị địch giết hại, vẫn không nén nổi đau thương uất hận khi nhắc lại chuyện xưa. Rồi những năm tháng đau thương, đã qua rồi những cảnh tủi hờn. Bộ đội Bác Hồ đã về với nhân dân vùng mỏ. Những người con của vùng mỏ đã ra đi cầm súng đánh giặc giữ nước, nay trở về giải phóng quê hương. Vùng mỏ về ta, một cuộc đời mới bắt đầu, cuộc đời do ta làm chủ. Buổi ban đầu ấy có biết bao khó khăn thiếu thốn, song với tinh thần dũng cảm, những người thợ mỏ đã lao ngay vào cuộc chiến đấu mới. Tổ quốc đang cần nhiều than, đó là yêu cầu, đó là mệnh lệnh của Đảng, của nhà nước. Bằng hành động, bằng việc làm, những người thợ mỏ đáp lại, xin tuân lệnh. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng ta đã khôi phục và nâng cao dần sản lượng than. Thật trái với điều mong muốn của các ngài chủ tư bản lúc cuốn gói ra đi, họ dự tính phải mất 5 năm khu mỏ mới trở lại khai thác được than.
Với tinh thần làm chủ, người thợ Nguyễn Văn Kiều đã cùng anh em trong tổ khôi phục lại đường trục số 2 mỏ Đèo Nai. Những khó khăn do kẻ địch gây ra trước khi rút chạy không cản được bước đi lên của vùng mỏ. Sơ đồ mạng lưới điện ngầm địch cố tình mang đi khi chúng rút chạy đã được người thợ điện già Lê Văn Hiển khôi phục lại. Với trí nhớ và tinh thần yêu nước, toàn bộ hệ thống điện ngầm nằm dưới đất đã bị phát hiện. Những đoàn tàu điện lại ngày đêm vận chuyển than từ các mỏ ra bến cảng Cửa Ông. Bác Lê Văn Hiển đã được nhà nước ta tặng danh hiệu anh hùng lao động năm 1958. Vùng mỏ đã vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế. Sản lượng than năm 1958 đã vượt sản lượng năm 1939, năm cao nhất dưới thời các ông chủ tư bản thực dân. Trong những ngày hào hùng và sôi nổi ấy, vùng mỏ lại vinh dự nhận được tin vui mừng lớn nhất: Bác Hồ muôn vàn kính yêu về thăm vùng mỏ. Hôm nay bác về đây, nhưng lòng bác đã ở bên những người thợ mỏ từ năm 1922, khi bác viết trên tờ Người Cùng Khổ. Vì bị bóc lột quá tàn tệ, đời sống quá khổ cực, nên trong số 15.907 thợ mỏ thống kê năm 1906, không ai sống nổi quá 60 tuổi. Cả vùng mỏ đã nghe và nhớ mãi những lời thăm hỏi ân cần và những lời dặn dò của bác. Mặc dầu bận trăm công nghìn việc của cả nước, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta vẫn dành thời gian về với vùng mỏ. Đó là nguồn động viên to lớn đối với công nhân và cán bộ nỗ lực tiến lên. Là một đại biểu của Đảng bộ vùng mỏ lên chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3, đồng chí Tống Văn Bổn xúc động nhớ lại cảnh toàn thể đại hội vỗ tay hoan nghênh những thành tích to lớn của công nhân vùng mỏ dâng lên Đảng kính yêu. Phấn khởi và tự hào, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy ngành than, những người thợ mỏ hăng hái thi đua quyết hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Bị thua đau trên chiến trường miền Nam, điên cuồng trước những thành tựu to lớn của nhân dân miền Bắc, Đế quốc Mỹ đã bịa đặt ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ và cho máy bay bắn phá miền Bắc ngày 5 tháng 8 năm 1964. Vùng mỏ Quảng Ninh lại được là một trong bốn địa phương thay mặt cho miền Bắc nói chuyện với những tên giặc trời xâm lược Mỹ. Trong vòng 55 phút thử lửa đầu tiên ấy, quân và dân vùng mỏ đã trừng trị đích đáng kẻ địch ngông cuồng. Tên giặc lái Mỹ Alvarez bị bắt sống ở vùng mỏ cũng là tên giặc lái Mỹ bị bắt sống đầu tiên ở miền Bắc nước ta. Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố đánh cho Việt Nam quay trở lại thời kỳ đồ đá. Vùng mỏ đã trở thành mục tiêu đánh phá hủy diệt và liên tục của máy bay giặc. Chúng muốn phá sạch những gì chúng ta đã chắt chiu xây dựng được. Chúng muốn đánh vào tâm lý, vào tinh thần những người thợ, người dân vùng mỏ. Nhưng Đảng bộ vùng mỏ đã sáng suốt và kịp thời chỉ đạo, tìm mọi cách, mọi nơi an toàn nhất
để bảo vệ tính mạng của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước. Khẩu hiệu bất cứ trong tình huống nào cũng phải đảm bảo sản xuất, đảm bảo việc khai thác than cho tổ quốc. Những người thợ vùng mỏ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, xứng đáng là lực lượng trụ cột của cả vùng. Giỏi trong lao động sản xuất, kiên cường trong chiến đấu, nữ tự vệ nhà sàn Cửa Ông thật xứng đáng với danh hiệu đơn vị anh hùng. Thật chớ trêu, hơn 200 máy bay Mỹ đã bị bắn rơi trên đất mỏ. Chẳng những phải gánh vác phần đánh giặc trên đất quê hương, những người thợ mỏ còn tình nguyện lên đường vào miền Nam chiến đấu. Tiếng hô quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của binh đoàn than giữa năm 1968 như còn vang vọng núi rừng Khe Hùng này. Cuối năm 1968, một đoàn đại biểu công nhân cán bộ vùng mỏ được lên phủ chủ tịch gặp bác. Bác và đồng chí tổng bí thư căn dặn ra sức xây dựng ngành than trở thành ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Công nhân vùng mỏ đã hăng hái thi đua thực hiện lời dạy của bác. Ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, trước nhu cầu của cả nước, công nhân vùng mỏ đã thực hiện được khẩu hiệu thêm 24 vạn tấn than vì miền Nam ruột thịt. Than từ các bến cảng Quảng Ninh đã đi tới các tỉnh phía Nam tổ quốc.